À, chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình quay cái anh nông dân ảnh cuốc khoai lang nha các bạn. Cái này là clip khoai lang. Đầu cuốc này, coi có củ không các bạn. Đó, củ. Củ to luôn. Hai củ. Củ đã không bớt được cái chút nha. Đó, khoai lang củ quá củ luôn các bạn ơi. Cái này mình căng ký được nhiêu anh? 8.000. 8.000 ha. Là mình căng show cho người ta luôn ha. Không phải lửa. Lửa ha. Có nhỏ thì 3 lần ha. Tưởng đâu căng show 8.000 chứ. Củ quá củ luôn các bạn ơi. Đất này đất cát cũng dễ đào lắm các bạn. Cũng nhẹ cái lại lên nè. Mấy cuốc mà nhiều khoai lang này các bạn. Đào chừng đây lên đó chừng 2 mét mấy 3 mét đó các bạn. Cũ ớn thiệt nè. Liền đóng liền lát gom lựa nữa các bạn. Lựa cái nào nhỏ cho nó ra nhỏ lớn hay lớn. Một dây là một chùm củ luôn. Quay hình đơ, quay hình chơi biết mở. Ở đây là cánh đồng của chị Tôm rồi các bạn. Đó, củ à. Cái này khoai lang mình trồng mấy tháng? 3 tháng. 3 tháng vậy là mình đào rồi ha. Đây còn sót lại củ nhỏ nè các bạn. Cái này hấp cơm ngon lắm nha các bạn. Nhỏ nhỏ vậy thôi. Này quay lên YouTube luôn. YouTube luôn. Có củ kìa. Cành cành không các bạn. Gì? 6 cái củ luôn. Còn cái chú đó lặt 3 cái rễ ra mà. Để cho củ khoai nó gọn nó đẹp á, chắc vô bao cho gọn gàng. Đó, lên chùm củ kìa. Đặt cái này tốt thiệt các bạn ơi. Bài làng củ quá củ luôn. Rồi anh qua bên clip bên kia. Anh nào về lại. Cái này cũng như bàn đắt lại chỗ bằng luôn à. Cái này nữa mình trồng cái khác hả? Trồng đậu phộng. Đậu phộng lại. Tới lại. Cái đất lại chỗ đậu phộng. Cây cuốc lưỡi gà này cái lưỡi rất là dài nha các bạn. Cái lưỡi cuốc gịch cái lên cũ. Một công mình trồng như là cỡ khoảng nhiêu tấn? Ta trồng chung gần 3 tấn, 2 tấn mấy bác. Gì đó ha. Mình không trúng được 1 tấn mấy. Khoai lang thì đắt chúng thì anh nói là 3 tấn, 3 tấn mấy nha các bạn. Còn thường thường thì độ khoảng 1,5 tấn, 1 tấn. Ý, gọi vô cái củ rồi. Anh cuốc cuốc vô nữa củ luôn. Clip hình mà bên đây hình như ít củ hơn á các bạn, củ nhỏ hơn, hơi bị lung á, dũng á. À,
cũ bên đây clip này nhỏ hơn à, ít cũ à. Chùm rồi rớt lại anh cuốc anh thảy lên đây một lát nữa, cái chị với anh kia đặt gãy nữa các bạn, đặt cho ra chỗ gọn á. Khoai lang mới này về nấu ngọt lắm các bạn, có nguyên một chùm nữa kìa, cái hàm luôn các bạn ơi. Trồng khoai lang này 3 tháng thu hoạch lần nha các bạn, rồi đổi đất trồng đậu phộng. Như mấy cái này nè, đào rồi nè, rồi phơi đất cho khô, xới đất lại rồi bắt đầu trồng đậu phộng tiếp. Rồi ảnh sang qua bên cái clip bên kia. Mé đó cho nó sâu xuống đừng dễ đất nó dễ lật qua các bạn đó. Lên một chùm luôn, clip mình nó cũ quá, cái này tùy theo clip các bạn, cái nào gò hơn cũ nhiều, nào lung thì nó cũ hơi nhỏ một tí, nó lên chùm luôn nè. Ghê chưa, mấy cái gì đó là gì cắt cắt ra cho nó gọn đó mà dễ cuốc á, để nó tùm lum mới cuốc cái sắn xuống cũng xuống trồng xuống. Cái đọt khoai lang này là nửa đem về cho bò ăn nè, mấy cái đọt nè có đó, dê ta lấy dê ta nhiều quá, tao lại cắt gì đó à? Lấy cho dê ăn, cho dê ăn hay bò ăn được sao? Bò ăn được đi mà cho ăn nó đái quá đái gì đó, bò ăn đái hả? Dơ chỗ nó ngủ. Lớn luôn, để mình lấy cái cụm này mình quay cho các bạn xem, nó rớt ra bớt rồi các bạn ơi, điện lại cái nó rớt ra bớt rồi. Kìa các bạn ơi, cũ quá, quá cũ. Thank you.
Đô lớn. Hai củ luôn, hai củ. Hai củ này chắc ký ký ngoài luôn rồi các bạn, ký mấy luôn á. Củ hơi lan to đùng. Cái kia lan sống bên kia đám lúa đó sắp sửa cắt rồi các bạn, chín rồi. Chỗ này củ bự không? Rồi, giáp mấy rồi đó các bạn. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, xong rồi đó các bạn nha.